Yên để quay video. Ấy, các bác thân mến, em review cái clip này là clip 37. Đấy, bởi vì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7. Các bạn thấy là con chim này được bón từ nhỏ, đâm ra là rất là thuần. Thuần như thế nào thì các bạn nhìn cho nó rõ. Là đây là rõ ràng là mình không hề cắt cánh, không hề tỉa tót gì cả. Con chim nó vẫn còn nguyên đuôi, nguyên người. Đấy, các bạn nhìn này, cánh nguyên bản cánh luôn, không cắt cánh, không gì cả. Đó. Đây là kết quả của những năm tháng bón. Đây các bạn nhìn cánh nó đấy. Đấy. Con chim này là con chim trần thực sự, không phải xích chiếc gì cả. Bởi vì khi các bạn nuôi chim mà các bạn đưa tay vào, các bạn đưa tay như thế này, con chim nó sẽ thuần cúi. Đấy, lông đuôi vẫn còn nguyên. Đấy. Thì đây là cái công sức của đồng chí Thao đã bón nó từ lúc còn đỏ hỏn đến bây giờ là biết mổ rồi. Mà con chim này là con chim trống các bạn nhé. Clip này là clip 37 em review. Thì để cho các bác cũng thưởng thức, bác nào vừa chân vừa sở thích thì các bác có thể là alo theo cái số điện thoại của đồng chí Thao là 033 5305982. Đấy. Clip này là clip số 37. Đấy. Chân móng vảy được kiểm tra rất kỹ càng. Đấy, các bạn nhìn thấy là mình quay đây là quay một cách tự nhiên, không xích chân, không cho vào lồng, không gì cả. Đấy, khi các bạn tưởng tượng là một con chim mà các bạn đưa tay vào như thế này. Đấy, đưa tay vào sờ. Đấy. Cái độ thuần nó đạt đến mức độ là gần như là tuyệt đối rồi. Đấy, các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn đây. Cái đôi cánh của nó không hề cắt tỉa thì một tí nào luôn. Đấy là mình cam kết với các bạn là chim này là chim không cắt tỉa cánh. Đấy. Thì trên đây là cái clip số 37. Đấy, con chim này là con chim mã ngỗng phấn hồng. Đấy. Thì mình đăng clip ngày mùng 3 tháng 7 đặt tên là 37. Thì nó dành cho các bạn nào chơi chim thuần trần. Và em đặt tên luôn là cái clip này là em báo giá luôn. Con này em bán 800 ngàn cho các bạn. Đấy. Thì em sẽ đăng cái clip này. Đó, các bạn nhé. Cực thuần luôn. Nó không như là cái con clip bên kia. Con clip bên này thì mình đã tập cho nó có cái cảm giác là xích chân rồi. Đấy. Mà nói rõ là con chim này thì là con chim cũng là đạt đến mức độ là đứng xích chân như thế này cả tháng nay rồi. Thì như thế nào? Đây, em sẽ minh họa bằng cái nhúm thức ăn này. Và em sẽ để trên tay. Nên con này em đặt tên là clip số 38. Các bạn nhìn cho nó rõ. Con chim của em nó đạt đến cái mức độ là nó đã đưa thức ăn từ trên bổng tay đưa vào và nó sẽ ăn. Đấy. Thì em sẽ cho nó vào cống đây. Em sẽ review. Con chim này thì ưu điểm là chim rất dài chim, chân cực đỏ luôn. Đấy. Cái thứ hai là con chim này nó đạt đến mức độ thuần. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phân của nó rất là vón. Đấy. Con chim này đạt đến mức độ thuần. Đây các bạn nhìn đây. Đưa tay vào. Đưa tay vào. Đấy. Sờ vuốt thoải mái. Kể cả các bạn ra tắm các bạn xả thẳng cái vòi nước vào trong người và đầu nó sẵn sàng xoãi cánh ra nó tắm. Cái này mình vừa tắm xong các bạn nhé. Vì sao mình nói vừa tắm xong? Bởi vì đây cái nước nó còn đọng nguyên ở trong những cái giọt xương ở trên cái lồng này. Mình ngày nào mình cũng tắm cho nó một lần mà. Mình xối nước đó. Đấy các bạn nhìn này. Đó. Đây là cái hình thức mà mình vẫn hay bón nó từ lúc còn trước. Và kể cả bây giờ mình có một cái gì đó mình bón là nó vẫn há mồm. Thế nhưng mà duy là bây giờ là nó ăn uống thuần thục rồi. Các bạn thấy không? Mình sờ chân, sờ móng, sờ vảy thoải mái luôn. Đấy. Thì con chim này thì con chim cũng đã là đạt đến mức độ gọi là chín của dòng chim trần rồi. Đấy. Con chim này là em báo giá cho các bạn là 1 triệu đồng. Đấy. Thì tất cả những con chim em báo giá này là em đều bao trống cho các bạn. Đấy. Có cái cam kết bảo hành với các bạn.
Đấy. Cái thứ hai là đấy các bạn thấy là bắt đầu nó cũng đã là ăn uống rồi. Các bạn nhìn thấy cái chân nó rất là dài. Đấy. Con này chân rất là dài luôn. Đấy. Các bạn thấy là để lên tay bậu rỉa này. Đó. Không hề bay, không hề sợ một tí nào luôn. Đó. Thực ra là đăng cái clip này là cũng là muốn là năm 2020 thì 6 tháng đầu năm thì mình cũng tập trung nhiều vào cái mùa con giống đà điểu. Đấy. Các bác cũng đừng trách em bởi vì chim thì em vẫn đam mê, em vẫn phát triển nhưng mà đăng bài là nó không được nhiều, không khô phô ra được cho các bạn để các bạn lựa chọn. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng là nhân hứng là cũng rảnh rỗi một chút thì em chia sẻ cho các bạn. Đó. Đây. Em lấy cái miếng xốp này cho nó lạ lạ nó đấy, con chim bậu đuôi ngoe ngoải. Đấy, các bạn đây. Quay đầu. Quay đầu lại. Đấy. Con chim này em đứng vòng quanh nó, em đi vòng quanh em quay, nó không có một cái động thái nào cả. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Nó không biết sợ sệt, nó không biết hoảng loạn gì cả. Đấy là một cái điều mà em khẳng định, em cam kết với các bác. Đấy. Thì năm 6 tháng của năm 2020 về sau này, 6 tháng về sau này thì em báo cáo với các bác là em sẽ đẩy mạnh vào vấn đề là chim trần. Em sẽ bón cực kỳ thuần. Đấy, sau đó là những con nào mà biết mổ cứng và đeo chân thuần thục như này thì em sẽ đăng tải lên kênh và gắn mã số vào dành cho những cái bác nào mà thực sự là đã có những cái lồng trần hoặc đã có những cái tư tưởng là chơi lồng trần. Đấy. Thì các bác thân mến là mặc dù như vậy nhưng mà đó, các bạn thấy là nó đã đứng dây đứng xích rất là quen rồi, không có gì phải sợ cả. Đấy. Thì con chim này là bây giờ bắt đầu đến cái độ gọi là ổn định rồi. Thì em sẽ bàn giao về cho chủ mới và đăng lên kênh. Thì các bác xem thì các bác thấy này, nó thuần hay không thì mình cũng không thể nói bằng mồm được. Và mình nói bằng cả một cái hình ảnh như thế này. Các bạn thấy là khi mà một con chim em giơ cái điện thoại ở trước mặt từ bấy lâu nay là nó vẫn như thế này. Và em vuốt lông đuôi, vuốt lông cánh của nó thì các bác thấy là nó đấy, nó truyền, nó đi bộ trên cái cầu bậu của nó như thế này. Đó, các bạn nhá. Truyền đi bộ. Em muốn minh họa một cái bằng hình ảnh. Đấy. Các bác nhìn cho rõ. Clip số 38. Đấy. Em đưa tay trái, đưa tay phải. Vuốt các kiểu. Rất là ổn định luôn. Đấy. Các bạn đúng chân, đúng mắt, đúng tầm yêu thích thì các bạn alo theo số điện thoại là 033 5305982. Thực tế là em có chơi trần thì các bạn thấy là đây, em cũng chỉ tận dụng một cái, những cái đồ tận dụng ở quê thôi, nhưng không phải là như các bác chơi một con ở đây. Các bạn thấy các bác có điều kiện các bác chăm chút hơn cái lồng, còn em ở đây em nuôi kinh doanh, em nuôi nhiều nên là em là không thể như các bác được. Đấy. Thì đây là cái con này là mã số đây, mã số con này là mã số 38 nhé các bạn nhé. Đây. Thì bây giờ em cho con 37 lên để em cho nó phản ứng với con 38 như thế nào nhá. Thì con 38 nó sẽ có khả năng nó sẽ chõm chọe con 37. Ấy. Các bác nhìn thấy chưa? Đây là hai con. Một con đã đeo vào chân quen rồi. Một con là cũng chưa thực sự quen lắm. Đấy. Các bạn thấy chưa? Hai con. Đấy.
thì những chú chim này là những chú chim mà thực sự là nó đã đạt đến cái độ thuần đỉnh điểm rồi. Các bạn yên tâm là nó có bay giật mình hay bay qua bay lại thì nó cũng chỉ ở quanh quẩn ở các bạn thôi. Khi các bạn nuôi chim mà các bạn đưa tay vào như thế này thì không bao giờ là các bạn sợ nó bay mất. Đấy, các bạn thấy không? Vuốt thoải mái. Đấy. 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 Nó bay nó chỉ quanh quanh ở đấy thôi. Nên các bạn thò tay vào các bạn bắt thoải mái luôn. Nó không sợ. Đấy. Nên là mình sẽ tạm dừng video để mình bắt lại con chim kia đã các bạn nhé. Đó, mình quay tiếp tục bởi vì là con chim mà nó đạt đến cái mức độ thuần thì nó sẽ như thế này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy là nó bắt đầu chọn chạy nhau rồi đấy. Rồi ok. Thì con này hăng hơn, con này là đàn anh hơn một tí các bạn nhé. Đấy. Thì em xin chia sẻ cái clip rồi em sẽ cho con này vào cái lồng trần khác. Đấy. Thì báo cáo các bác là như vậy. Thì đây nó sang bên này. Đấy. Lông đuôi chỏng chẻo rất là thuần. Đấy. Nó con kia nó đánh con nó đánh chọn chọe. Đấy các bạn nhá. Các bạn yên tâm là những chú chim này đạt đến mức độ thuần tuyệt đối rồi. Đó. Clip số 37 và clip số 38 các bạn nhé. Em xin kết thúc và xin dừng cái video, tạm dừng cái video tại đây. Đấy, mong rằng là các bác các bạn nhìn cho rõ nhé. Rất đẹp. Rất đẹp đúng không ạ? Đấy. Clip số 37 xong rồi. Đến bây giờ đến clip số 38. Các bác cứ xem kỹ đi. Đó. Rất thuần thục. Đó. Trong đó là đây cũng là một em mà tới đây sẽ là cái hỗ trợ về đàn em của con clip số con này là sẽ là hỗ trợ đàn em của cái con clip số 37. Thì các bạn thấy là còn những con chim như thế này là em đã bón nó từ nhỏ rồi. Nên khi mà đến cái giai đoạn như thế này thì em yêu cầu là nó sẽ phải bỏ lông cánh đi một thời gian đầu. Đấy. Thì em nuôi chim nó là như vậy. Đấy. Rất là thuần thục. Đấy. Thì sau khi mà con này sẽ được kế cận là thế hệ đàn em. Bởi vì là nó há mồm nhưng mấy hôm nay em không bón nữa. Bắt đầu là nó đã đấy các bạn thấy không? Nó đấy đang cắt bóm mà cắt bón để nó tự mổ mà rung cánh này các bạn biết là nó bón rồi đúng không? Đấy, khi chúng ta nuôi chim chúng ta cần phải có cái thời gian đấy đấy đấy, đấy. Bón rất thích. Con này thì nó đang còn non, các bạn thấy là lông nó còn chưa hết, nhưng con này là con tố chất các bạn nhé. Chân cẳng rất là dài. Đấy. Con này là con clip số 39. Thực ra cái con clip 40 này thì cũng có một bác là bảo chuyển tiền rồi. Con này thì nó không thuần, nó không phải là quá thuần nhưng mà nó lại ưu điểm nó rất là to. Con này mã số 40 này. Đấy. Chim có nói là khẳng định là các bạn phải nói là khổng lồ luôn chứ không phải là
các bạn thấy nhìn cho rõ nhá. Con chim này là con chim chưa có tí cườm nào nhưng mà nó đã to bằng một con chim mẹ bình thường này. Đấy, các bạn cứ nhìn cho rõ. Đấy, con này thì nó không phải là hàng bón, nó hàng bình thường, nó cũng khá là thuần gần người thôi nhưng mà nó vẫn có cái độ, tóm lại là thả ra thì nó vẫn bay. Đấy, hoặc đưa tay vào thì nó vẫn giật mình một tí nhưng mà nó vẫn là hàng chim nuôi lên, chim sinh sản ra chứ không phải là chim rừng các bạn nhé. Đấy, nên là các bác cũng yên tâm là em review cho các bạn nhìn này, to như con bồ câu luôn. Đấy, đây là dùng quay trực tiếp, không có một cái phần kỹ xảo điện ảnh nào cả. Đấy, các bạn nhìn này, rất to, cực kỳ to luôn. Nếu mà em zoom vào thì các bạn tưởng tượng không thể tưởng tượng được. Nếu em dùng chức năng zoom, đây em dùng chức năng zoom này. Đấy. Đấy. Rất to luôn. Mà thực tế nó to thật. Nếu như các bạn cầm vào nó thì khẳng định nó to hơn một con chim mẹ bình thường. Nếu còn ví dụ như đây là những cái đôi chim này thì là mã số 41. Đôi chim này là đôi chim mã số 41 các bạn nhé. Đây, cũng bắt đầu ngực hồng rồi. Đây, thì bạn nào nuôi chim sinh sản thì lấy những đôi chim như thế này. Ok, có lẽ là em xin dừng cái video tại đây. Tại vì lâu rồi em cũng mới đăng được những cái video như này. Đấy, thì bạn nào có cái thông tin như vậy thì bạn nào kết được ở cái mã số bao nhiêu thì alo cho em là theo cái thông tin ở trên đây. Em xin cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của đồng chí Thao Chim Cùng Ngày Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai, phiên chợ ngày mai.